hướng Phật đài, rạt rào niềm vui thấy đời đẹp tươi. Câu kinh nguyện cầu tiếng hát đạo tình, dừng sức sống an lành, tâm thành cho niềm tin. Hôm nay đến chùa cũng kính chào thầy, lời thầy từ bi con nguyện bên kia. Con xin phát nguyện dốc lòng thành, dựng công đức cùng dường lên chư Phật mười phương. Chào anh. Dạ xin chào anh. Dạ chào. Dạ mô Phật. Dạ. Hôm nay có nhân viên đi ngang về chùa mà. Dạ. Thấy chùa cũng có cái phần thiết trí nó hơi lạ. Yeah. Nó có cái hình ảnh của vừa là nguyên thủy mà là vừa là đại thừa. Yeah. Thấy nó hơi lạ, cho nên là xin được tiếp xúc với huynh. Yeah. Huynh có thể là cho biết anh em biết cái nguồn gốc của ngôi chùa như thế nào. Dạ mô Phật, để đầu tiên là xin giới thiệu anh, đây. Yeah. Là chùa Phổ Quang. Yeah. Ở xã Quảng Tiến. Yeah. Huyện Nga, tỉnh Đắk Lắk. Yeah. Yeah. Và hôm nay thầy chủ trì tức là sư Tâm Định. Yeah. Đi công việc. Yeah. Không có ở nhà đây, ở đây là chỉ có sư Quảng Ngộ. Yeah. Là đệ tử của thầy. Yeah. À, đây á là anh Thái. Yeah. Đó là ban nghi lễ của chùa. Yeah, yeah, yeah. À, như vậy thì anh em mình cùng đi để làm. Yeah. Thầy giới thiệu với anh. Vâng, vâng, rồi cảm ơn Vinh. Xin phép. Dạ, dạ, xin phép. Dạ, thì nói đến cái chùa là hình thức của đại thừa. Dạ. Dạ, nhưng mà có những ngọn tháp là như thế. Ừ. Bởi vì xuất thân của thầy Tâm Định, thầy trụ trì. Dạ. À, là một người ở Nam Tâm ta, theo Parada. Dạ. À, cho nên á, xây dựng theo cái mô hình của Nam Tâm. Dạ. Là có những ngọn tháp là như thế. Dạ. Mình vào chính điện. Hình thức á, ở. Dạ. Đây á, là Phật tử á, là Phật tử đại thừa. Yeah. Đấy, nhưng mà thầy á thì thầy về thầy xây dựng như thế. À. Và sinh hoạt á thì vẫn hai cái là ai thuận duyên. Yeah. Theo Pali, theo Nam Tông thì cứ sinh hoạt, và ai thuận theo đại thừa thì cứ sinh hoạt tụng kinh Di Đà, Hồng. Yeah. Danh, Vu Lan, Phổ Môn, Pháp Hoa, Địa Tạng, Kim Cang. Yeah. Đấy. Thế anh nói đó, Đức Phật là như thế. Cái. Yeah. Vòng lửa của anh là vòng tam muội. Yeah. Dạ. Và hình thức là có những vị Phật là như thế. Đấy. Dạ. Yeah. Vạn Phật. À, đó vạn Phật. Yeah. Mà tại vì sao mà Đức Phật đưa tay? Bởi vì. Yeah. Lúc đó á, là Ngài đang khởi tâm từ với một cái con voi sai. Yeah. Do Đề Bạt Đà thả con voi sai. Yeah. Tấn công. Thì Đức Phật mới giơ cái tay lên để khởi tâm từ. Đấy, trở thành một vị đại. Đó. Hôm nay đến chùa chiêm ngưỡng Phật đài, rạt rào niềm vui thấy đời đẹp tươi. Câu kinh nguyện cầu tiếng hát đạo tình. Rồi mình nói tới cái tháp chùa. Dạ. Vì tôi nói xin lỗi, tức là Phật tử đây á là tử đại thừa là nhiều. Dạ. Nguyên là Phật đại thừa. Đấy. Cho nên rồi luôn bởi vì an toàn dễ sinh hoạt, nhưng mà vẫn không quay cái gốc, mà bên trên là ngọn tháp của Nam Tông, mà dưới là hình chuông trống của hình thức ở đại thừa, đó là kết hợp cái này cả. Đó là mình thấy ở Miến Điện, Myanmar, Thái Lan, Campuchia rất là nhiều. Và dâng lên bằng ơi chiều ấm cho khắp cõi đời vang tiếng niềm mầu, người người thương nhau sống vui dài. Hãy subscribe.
xin anh với vui lòng giới thiệu tiếp. Dạ, nghe nhà các bạn là như các anh em đã thấy là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý mạnh thường quân Phật tử, chùa Phổ Quang căn bản đã hoàn thiện trang nghiêm, nhưng còn các công trình đang dang dở chưa hoàn thiện vì chùa đã hết tài chính và còn nợ vật liệu xây dựng và công thợ. Cho nên thầy mọi người viết thư kêu gọi quý mạnh thường quân công đức các công trình trùng tu được tiếp tục. Chi tiết như sau: cổng chùa còn thiếu 200 triệu đồng nữa là hoàn thiện, nhà vệ sinh 132 triệu đồng, đường dây điện ba pha 40 triệu đồng, xe tiền đặt nhà khách 30 triệu đồng, chùa còn nợ vật liệu và công thợ 121 triệu. Kính thưa, kính thông tin đến quý vị mạnh thường quân Phật tử trợ duyên với chùa Phổ Quang. Kính chúc quý vị mạnh thường quân và quý Phật tử luôn an vui và mạnh khỏe. Thay mặt chùa Phổ Quang, trụ trì Thích Tâm Định, tức là sư Tâm Định, tại vì thôi gọi là sư và bây giờ gọi là thầy, bởi vì nguyên gốc của sư Tâm Định là Thích Parada, nhưng mà về đây thì Phật tử đại thừa không mà, cho nên gọi thầy bằng thầy cho tình cảm thân thiện, thân thiện. Mà vì sao mà có cái cổng này, bởi vì nguyên gốc của thầy là người Huế. Cho nên đây anh thấy những thiết kế như thế này là của Huế. Các cái cờ bóng huyệt anh ạ. Shivali là một vị thánh tăng, là đệ tử của Đức Phật, Vì sao mà thờ ngài gọi là thánh tài lộc? Đó, anh ấy làm điện thánh tài lộc Shivali, bởi vì cái công đức, cái phước đức của ngài lớn lắm. Ngày xưa khi mà đi khất thực, mà muốn băng qua một khu rừng, thì Đức Phật mới hỏi chư tăng có tôn giả Shivali đi hay không? Thì ngài đang bạch Phật dạ, mô Phật không có, thì đã dùng lại, không đăng qua khu rừng nữa. Bởi vì băng qua đó là quá dễ ngọt, thì không thể khắc thực được. Mà nếu Đức Phật hỏi thì ngài nào bạch Đức Thế Tôn dạ có, ngài Shivali cùng đi, thì Đức Phật đăng qua khu rừng. Đến khu rừng đó thì chư thiên thị hiện làng mạc nhà cửa đành đài, và cư dân ở đó người ta cũng dường đặt bát. Và sau khi mà thờ thực xong qua cầu khu rừng thì bà lao đời và trở thành một khu rừng đấy. Dạ, mà cái phước đức của ngài lớn lắm. Xin hỏi Đức Phật, xin hỏi anh một cái nữa là cái danh xưng của ngài. Dạ, danh xưng ngài là danh xưng là mình gọi theo năm nguyên thủy, đó là Shivali. Còn nói theo thuật ngữ của của đại thừa, nó là ngài vị thánh tài lộc, tôn giả tài lộc, bởi vì ngài có tài, tài là tiền á, lộc là giàu, là lộc thái. Còn đây là công trình các thầy đang dâng dở, tức là nơi đây á để dành cho các anh em văn nghệ sĩ Phật giáo. Còn đây là khu vực của chư tăng. Anh sẽ thấy cái chữ phong nguyệt hữu. Phong á là gió, nguyệt là trang, hữu là bạn, thì bạn với gió trang. Và cái chữ đó là cái chữ do ngài Minh Đức Kiều Tâm Ảnh ở Huế viết. Bởi vì đó ngài là đệ tử của Huyền Không, Huyền Không Sư Thượng. Đây là bút tích của ngài. Dạ, bút tích của ngài ạ. Thương chúng sanh chìm trong biển khổ luân hồi, người đã ra đi tìm phương giải thoát, từ bỏ cao sang quy y nhân thế tâm thường, dù sáng ban mai tìm ra chân lý phi thường.
vùng thái dương xua màn đêm tâm tôi, người là ánh trăng thanh rọi soi bao tâm hồn. Hương xưa vẫn mãi truyền phận pháp.